Và sau đây là những phần tin Á Châu, thưa quý vị. Trung Quốc cho phép kiểm tra điện thoại thông minh để chống gián điệp. Trung Quốc ngày 1 tháng 7 đã ban hành quy định mới theo luật chống gián điệp, cho phép chính quyền kiểm tra điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử khác. Điều này làm dấy lên lo ngại về các cuộc kiểm tra của người nước ngoài tại đây. Theo Nikkei Asia, luật gián điệp mới mở rộng thông tin bao gồm có bất kỳ điều gì liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia. Cơ quan an ninh quốc gia hiện nay được phép kiểm tra hành lý và thiết bị điện tử nếu họ nghi ngờ là có hoạt động gián điệp. Việc kiểm tra như vậy có thể được tiến hành mà không cần giấy phép trong trường hợp khẩn cấp. Theo quy định, nếu cảnh sát không thể kiểm tra các thiết bị điện tử tại chỗ thì họ được phép mang những vật dụng đó đến nơi được chỉ định. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết là những quy định mới sẽ nhắm vào những cá nhân và tổ chức có liên quan đến các nhóm gián điệp và hành khách bình thường thì sẽ không bị kiểm tra điện thoại thông minh ở ngay tại sân bay. Vào tháng 5, Trung Quốc đã thực thi luật sửa đổi về bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó bao gồm những biện pháp tăng cường quản lý bí mật tại các cơ sở quân sự. Trung Quốc cũng đang nâng cao nhận thức về nỗ lực chống gián điệp trong môi trường giáo dục. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc vào tháng 6 đã cử quan chức đến những trường học ở Bắc Kinh, từ cấp tiểu học đến đại học, để giảng dạy về an ninh quốc gia cho sinh viên và các nhân viên khác. Israel thả giám đốc bệnh viện lớn nhất dải Gaza. Israel trả tự do cho hàng chục tù nhân Palestine, trong đó có giám đốc điều hành bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Gaza, người bị giam hơn 7 tháng qua. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir hôm nay xác nhận giám đốc bệnh viện Al-Shifa Mohammed Abu Shamiza đã được thả. Nguồn tin tại bệnh viện Al-Aqsa của thành phố Deir al-Balah cho biết ông Shamiza cùng những người được phóng thích đã trở lại Gaza. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Shamiza trở về trong niềm vui mừng của những người quen và các đồng nghiệp. 5 người trong nhóm được thả đã được đưa vào bệnh viện Al-Aqsa, số khác được đưa đến bệnh viện ở Khan Yunis để điều trị. Shamiza cùng một số bác sĩ, y tá bệnh viện Al-Shifa bị binh sĩ Israel bắt hồi tháng 11 năm ngoái với cáo buộc cơ sở y tế này đóng vai trò là căn cứ chỉ huy của nhóm vũ trang Hamas. Ông Shamiza trước đó thường xuyên được truyền thông quốc tế phỏng vấn để tìm hiểu tình hình bên trong bệnh viện Al-Shifa sau cuộc đột kích của Israel. Các cuộc đột kích liên tiếp của Israel đã khiến phần lớn bệnh viện Al-Shifa biến thành đống đổ nát. Israel thường xuyên cáo buộc Hamas sử dụng các bệnh viện ở dải Gaza để che giấu hoạt động quân sự. Hamas phủ nhận những cáo buộc này. Liên đoàn Ả Rập tuyên bố đưa Hezbollah ra khỏi danh sách khủng bố. Đại diện Liên đoàn Ả Rập Hossam Zaki tuyên bố khối này đã ngừng coi Hezbollah là một tổ chức khủng bố. Phát biểu trên đài truyền hình Al-Kahira của Ai Cập, một ngày sau chuyến thăm Lebanon, Zaki cho biết trong các quyết định trước đây của Liên đoàn Ả Rập thì phe Hezbollah được coi như là một tổ chức khủng bố và việc gắn mác này đã được phản ảnh trong các hội nghị, trong các nghị quyết dẫn đến việc cắt đứt liên lạc với Hezbollah dựa trên những quyết định này. Các quốc gia thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã đồng ý rằng không nên gán nhãn khủng bố đối với Hezbollah nữa. Ông Zaki đã đến thăm Lebanon và gặp gỡ các nhóm đại diện cho những cơ quan cũng như là cho các quan điểm chính trị khác nhau ở Lebanon. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc giảm căng thẳng ở miền nam của Lebanon kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Israel ở Gaza. Đồng thời, ông Zaki cũng đã tổ chức các cuộc gặp với người đứng đầu của khối trung thành với phong trào kháng chiến liên kết với Hezbollah, là ông Mohammed Raad. Đây là một cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Liên đoàn Ả Rập và Hezbollah trong hơn một thập niên. Năm 2016, Liên đoàn Ả Rập đã xếp Hezbollah là một tổ chức khủng bố, với quyền bảo lưu từ Lebanon và Iraq. Đồng thời, Liên đoàn Ả Rập cũng kêu gọi Hezbollah chấm dứt thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa bè phái, kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không tham gia bất kỳ hành động nào hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố và những kẻ khủng bố ở trong khu vực. Quân đội Mỹ điều xe tác chiến đổ bộ mới. Quân đội Mỹ điều nhiều xe tác chiến đổ bộ mới đến Nhật Bản. Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhận được 12 xe tác chiến đổ bộ mới tại cảng thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào cuối tuần qua. Xe tác chiến đổ bộ nói trên đã đến cảng quân sự Naha để gia nhập lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3. Việc đưa xe tác chiến đổ bộ đến Okinawa trùng với thời điểm thủy quân lục chiến Mỹ nhấn mạnh vào việc trang bị lại để đối phó với Trung Quốc. Ngũ giác đài định nghĩa Trung Quốc là thách thức đương thời của Mỹ. Chiến lược của thủy quân lục chiến Mỹ tập trung vào việc nắm giữ các đảo trong tầm hỏa lực của đối phương và ngăn cản lực lượng của đối phương tiếp cận các eo biển quan trọng. 12 xe tác chiến đổ bộ mới đã thay thế các phương tiện đổ bộ tấn công của thủy quân lục chiến Mỹ sau cái chết của 9 thủy quân lục chiến ngoài khơi Nam California vào tháng 7 năm 2020. Thủ tướng Ai Cập là ông Mustafa Manburi hoàn tất kế hoạch thành lập chính phủ mới.
Thủ tướng Ai Cập ông Mustafa Madbouri đã hoàn tất kế hoạch thành lập chính phủ mới, đồng thời nói rằng lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên nội các mới sẽ diễn ra trong vài ngày. Action News dẫn một nguồn tin chính phủ Ai Cập cho hay, ông Madbouri đã tổ chức hơn 65 cuộc họp trong những ngày qua để lựa chọn nhân sự tốt nhất có thể nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay của đất nước. Quá trình lựa chọn ưu tiên năng lực và kinh nghiệm quốc tế. Theo nguồn tin này, thì chính phủ mới sẽ làm việc theo một chương trình hòa toàn diện đang được xây dựng. Chương trình tập trung vào việc giải quyết ngay lập tức những thách thức hiện nay, tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế và cải thiện những dịch vụ cho người dân. Đầu tháng 6 năm nay, Tổng thống Ai Cập là ông Al-Sisi đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ do ông Madbouli đứng đầu, tái bổ nhiệm ông làm thủ tướng để thành lập nội các mới. Tổng thống Al-Sisi là người bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 vào đầu tháng 4 của năm nay, đã giao chính phủ sắp mãn nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Đây là cuộc cải tổ nội các thứ 4 dưới thời của ông Madbouli, người giữ chức thủ tướng Ai Cập kể từ tháng 6 năm 2018. Lần cải tổ gần đây nhất diễn ra vào tháng 8 năm 2022 với 13 bộ trưởng đã được thay thế. Nắng nóng khắc nghiệt, người dân trèo lên mái nhà ngủ vào ban đêm tại Ấn Độ. Ban đêm trở nên nóng bức và khó chịu hơn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, khiến người dân ở quốc gia đông dân nhất thế giới cảm thấy khó có thể nghỉ ngơi trước nhiệt độ không ngừng tăng lên. Miền Bắc Ấn Độ đang phải trải qua một mùa hè nóng thiêu đốt, khi New Delhi ghi nhận mức độ lên đến 49,9 độ C, mức cao nhất được ghi nhận ở thủ đô này. Nhưng cái nóng ngột ngạt vẫn tồn tại ngay cả sau khi mặt trời chói chang đã lặn. Một báo cáo do Trung tâm Khoa học và Môi trường công bố vào tháng trước cho thấy nhiệt độ thành phố chỉ hạ 8,5 độ C vào ban đêm so với mức 12,2 độ C ở các khu vực ngoại ô. Các nhà khoa học đã cảnh báo nhiệt độ ban đêm nóng hơn là hậu quả của cuộc khủng hoảng khí hậu, làm tăng nguy cơ sức khỏe do stress nhiệt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ ban đêm cao hơn khiến con người khó ngủ sâu hơn và điều này quan trọng đối với khả năng cơ thể tự phục hồi vào ban đêm. Theo một nghiên cứu năm 2019, việc tiếp xúc với sóng nhiệt khi mang thai có thể dẫn đến nguy cơ sinh non. Việc phải ngủ trong điều kiện nhiệt độ nóng hơn cũng làm gia tăng nhịp tim ở người lớn tuổi. Một nghiên cứu tại Úc năm 2008 thậm chí còn cho thấy số ca tử vong do rối loạn tâm thần và hành vi tăng cao trong các đợt nắng nóng, đặc biệt là người lớn tuổi. Một quan chức của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết ít nhất 40.000 trường hợp say nắng đã được báo cáo kể từ tháng 3 và ít nhất 110 người đã chết trên khắp đất nước do nghi ngờ bị say nắng. Một khu phố Nhật Bản hiện nay đang phải chống chọi với nạn chết cô độc. Tokiwa Daira là một trong những khu dân cư lớn nhất của Nhật Bản, đang bắt đầu khai triển các biện pháp để đối phó với nạn chết ở trong cô độc, khi mà nhiều cư dân tại đây cao tuổi sống một mình. Khi người dân bắt đầu đến sống ở khu Tokiwa Daira cách đây 60 năm, những căn chung cư 4 tầng ở đây được coi như là một ngôi nhà trong mơ của các gia đình trẻ tuổi Nhật Bản trong giai đoạn phát triển kinh tế thần kỳ của thời hậu chiến. Khi đó, khu phố tràn ngập tiếng trẻ con cười đùa dưới bóng cây. 6 thập niên sau thì số lượng chung cư ở Tokiwa Daira lên đến là 170 tòa nhà, tạo thành một trong những khu dân cư lớn nhất toàn quốc. Nhưng có đến 54% cư dân là trên 64 tuổi. 1.000 trong số 7.000 cư dân thì sống một mình. Hàng loạt vụ Koritsuchi đã nối tiếp và thúc đẩy những cư dân trong khu phố hành động. Hiệp hội cư dân địa phương thiết lập đường dây nóng để cho hàng xóm có thể thông báo nhanh cho chính quyền. Cảnh sát Nhật Bản hồi đầu tháng 5 công bố số liệu về Koritsuchi ghi nhận là gần 22.000 người qua đời tại nhà mà không ai biết trong 3 tháng đầu năm. Gần 80% trong số này là trên 65 tuổi. Và dựa theo số liệu này thì Nhật Bản có thể ghi nhận có đến 68.000 vụ chết cô độc trong vòng 1 năm. Năm nay, Tokiwa Daira giới thiệu với người dân thiết bị giám sát Kizuna, trang bị cảm biến, xác nhận người ở trong căn hộ có chuyển động. Các đội tình nguyện cũng thường xuyên tuần tra, dựa vào nhiều dấu hiệu để nhận biết tình hình như là quần áo phơi khô lâu ngày trên ban công, thùng thư đầy hoặc là đèn sáng liên tục.